Vâng, em xin mời các bác nghe một đoạn thiết âm của cái đôi loa Sony nhá. Đấy, đôi loa Sony này thì là mã là CMD373, hàng được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Đấy, những cái con made in Japan bây giờ rất là hiếm, hầu hết bây giờ nó được sản xuất bên nước thứ hai và thứ bản nước thứ hai hết là China, Manai, Indo. Còn những cái con mà được made in Japan như này rất ít nhá. Nhân vận nhân là rất nhiều bác là đang săn lùng con này. Bác nào đang có nhu cầu mua liên hệ ngay nhá. Và con này là có mã là con CMD373. Đấy. Thương hiệu Sony thì chắc chắn em không phải nói nhiều về cái chất âm của nó rồi. Chỉ có một từ là hay thôi. Đấy. Đấy, xin mời các anh em một đoạn chất âm của nó nhá. Đêm lắng sau khi sương lam dần xuống, thương ngát ngào tình dù sẵn ngô tô. Trời về khuya nghe man mát gió lòng, chắp xin thắm diêu để tình ta với mình. Ô thoáng nghe câu hò sớm bên nhà ngăn du họp, họ còn tự do ấm hoa. Nắm tay hát lên ngàn thơ thanh bình, trăng đang tỏ sáng ngời. Tình tang ơi này tình tang, ta ngước xem ông sao tàn nắng. Bên sông ngân hà vắng bóng đưa. Đấy nha, thì đấy là bộ đôi Sony MD373 này. Đôi này nó về thì là rất tiếc một điều là nó bị mất đề căng rồi. Đấy. Nhưng mà cái căng thì nó cũng chỉ là cái để phủ bụi bên ngoài thôi, thì nó có cũng được, cũng có sao đâu. Sony MD373 đây. Cái ngoại hình còn rất là đẹp như các anh chị có thể thấy ở đây. Đấy nhá. Này các anh nhìn này. Cặp này nó về là một trái một phải của nó nhá. Nếu bác nào chơi hàng bãi nhiều, đặc biệt là chơi dòng Sony nhiều, các bác sẽ biết rằng là những cái bọn Sony này nó sản xuất không bao giờ nó trùng series, mà nó sẽ là hai chiếc liền series nhau, sẽ là một trái một phải. Này các nhìn này, 231130 và 231129 sẽ là một cặp của nó. Đấy. Thì cứ một chiếc tiến một chiếc lùi thì nó sẽ là hai chiếc series liền sát nhau như thế này, là chính là một đôi của nó nhá. Đấy. Sony mở đề 373. Hàng về đấy, như các bác thấy là đẹp, hàng còn đẹp nhá. Đấy, thì đôi Sony này thì là giá của nó cũng rất là vừa phải thôi. Đôi này của nó chỉ có 790.000 thôi, tức là khoảng 400.000 một cái chiếc loa này thôi. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mua cái cặp loa Sony này thì liên hệ ngay cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 các bác nhé. Đấy. Còn những cái đôi về sau này nó về mà nó có e căng thì giá nó sẽ khác nhé. Giá nó không phải 7.9 mà có thể nó sẽ là 1 triệu gì đấy. Vâng. Ok, em xin chào các bác. Vâng.